cảnh báo va chạm với người đi bộ và xe đạp. Khi phát hiện người đi bộ hoặc xe đạp trong tầm quét của hệ thống, trên màn hình hiển thị hình người màu xanh. Khi người đi bộ hoặc xe đạp nằm trong cùng làn đường của xe ở vùng có thể dẫn tới nguy hiểm, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo bằng hình ảnh người đi bộ màu đỏ và kèm theo âm thanh.